Vâng, xin chào các bác và anh các chị. Cái việc mà cải táng là cái việc rất là cần thiết cho những người con cháu trong nhà. Khi mà ông bà mình đã mất sau khoảng thời gian 4-5 năm thì cái việc cải táng là cái việc tất yếu để chuyển ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta, những người đã mất, chuyển sang một ngôi nhà mới, di chuyển từ cái việc trong cái quan tài mình chôn 4-5 năm trước, chuyển sang một căn nhà mới bằng gốm sứ. Thì trước đây bằng cái việc này đều sử dụng cái tiểu sành. Cái tiểu sành ngày xưa thì nó rất là xấu. Tuy nhiên đến bây giờ công nghệ, kỹ thuật, chất liệu nó đều tiến lên rồi. Vậy nên những cái phần như là tiểu sành hay là tiểu sứ hiện nay của bác Trà làm rất là đẹp, rất là tốt. Thì hôm nay Dũng sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người những cái bộ tiểu quách chất lượng nhất, những cái bộ tiểu quách làm sứ mạ vàng cao cấp để cho quý vị, các bác, các anh, các chị có thể chiêm ngưỡng, có thể xem được cái chất lượng của gốm sứ bây giờ. Và cụ thể đó là tiểu sành, là tiểu sứ hiện nay nó đã đẹp như thế nào rồi. Thì sau đây mời mọi người có thể chiêm ngưỡng những cái bộ tiểu quách đang có tại gốm Hoàng Phát để quý vị có thể biết lựa chọn cho ông bà, bố mẹ nhà mình những cái bộ tiểu quách, những cái ngôi nhà vĩnh hằng, ngôi nhà tâm linh tốt nhất, chất lượng nhất. Xin mời quý vị, các bác, anh chị cùng xem. Như quý vị, anh chị, các bác đang nhìn thấy, đây chính là bộ tiểu sứ men da lươn mạ vàng cực là cao cấp luôn. Đấy, các bác thể nhìn đúng không ạ? Rất bóng, rất sáng, cực đẹp. Họa tiết rồng nổi, cực là sang trọng. Phía dưới là các cái viền hoa văn. Các bác thể nhìn thấy rồng đúng không ạ? Rồng phun nước đấy ạ. Rồng phun nước, phun mưa. Và bên cạnh cũng là họa tiết rồng nổi cùng các cái họa tiết viền, hoa dây, khung rồng rất là sáng, rất là nổi. Trong này cái ánh sáng nó không được tốt, tuy nhiên là khi mà bật đèn lên thì cái độ sáng bóng của bộ quách tiểu đã thể hiện rõ ràng luôn. Như quý vị các bạn đang nhìn, các anh chị các bác đang nhìn thì đây là phía chữ thọ. Chữ thọ tròn tượng trưng cho phía đầu của người đã mất. Khi mình đặt cái tiểu vào trong cái quách, giới thiệu thêm có nhiều người chưa biết thì đây gọi là cái tiểu và đây gọi là cái quách. Cái tiểu hay còn gọi là quan, và đây là cái quách, trong quan ngoài quách hoặc là trong tiểu ngoài quách. Ý nói là như vậy đấy ạ. Một cái sản phẩm, một bộ sản phẩm gồm sẽ có hai thành phần, đó là phần tiểu và phần quách. Phía chữ thọ tròn là phần đầu, khi mà mình cải táng xương các cụ thì sẽ đặt xương đầu ở phía này và đặt cái tiểu vào trong cái quách cùng theo hướng như thế này, và quay sang phía đằng đuôi. Quay sang phía đằng đuôi thì là một chữ thọ vuông. Đây ạ, chữ thọ vuông. Và chữ thọ vuông bên này là tượng trưng cho phần chân. Nó giống như là cái hình thức mọi người hay suy nghĩ, đó chính là trời tròn đất vuông, giống như bánh chưng bánh dày vậy ạ. Xem thêm họa tiết của cái phần quách. Họa tiết viền rất là đẹp với hoa sen đây. Hoa sen, họa tiết viền cực là sáng bóng và đẹp. Cái vảy rồng được làm rất là cẩn thận. Đấy, quý vị anh chị các bác có thể xem kỹ cái vàng, cái vảy vàng làm, vảy rồng làm rất là cẩn thận. Những cái sản phẩm này đều được làm qua hai lần lửa. Lần đầu tiên làm ra cái sản phẩm nguyên bản không có mạ, lần thứ hai là mạ. Yên tâm là khi mà các bác anh chị kỳ cọ vào cái này thì rất bền, không bong, không phai, không phải lo những cái việc bong phai gì cả. Đó, đầu tiên là cái bộ da lươn. Và ngay sau đấy là tôi sẽ giới thiệu đến các bác, các anh, các chị bộ thứ hai
đó là bộ xanh ngọc. Bộ xanh ngọc gồm có một tiểu, một quách, tiểu và quách. Cũng là họa tiết rồng nhưng nó khác cái họa tiết kia một chút thôi. Cái hoa văn viền nó cũng khác một chút. Bộ xanh ngọc rất là đẹp. Đó. Các họa tiết viền có khác một đôi chút, tuy nhiên về tổng thể cũng rất là đẹp nhé các bác nhé. Phía dưới là họa tiết rồng nổi. Đó. Cái bộ này thì đã có một bác chọn rồi. Chúng tôi quay chụp trước khi giao hàng cho khách. Để khi mà giao mất rồi thì chúng tôi cũng không còn cái hàng mà quay nữa, chúng ta phải quay luôn một bộ. Nhắc đến cái việc cải táng là cái việc rất quan trọng trong đời người. Khi con người ta sinh ra, lớn lên, lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái và trở thành ông bà, xong đó là trở về với đất mẹ, thì cái việc cải táng thì cũng là cái việc rất quan trọng khi đã về với đất mẹ rồi. Thì khi cải táng cũng được con cháu báo hiếu bằng cách là sắm cho ông bà, cô bác của mình một bộ quách tiểu giống như một ngôi nhà mới. Một ngôi nhà có to đẹp, sang trọng cũng chính là cái lời tri ân, tấm lòng thành kính của những người đã mất, của những người đang sống đối với những người đã mất. Thì mong sao là những người đã mất được ngôi nhà to đẹp, sống trong một cái cảnh an vui, và từ đó thì cũng sẽ chúc phúc, phù hộ, độ trì cho con cháu làm ăn thành đạt, công thành danh toại, tiền tài lộc tiến, vân vân. Đấy cũng chính là cái tư duy mà người Việt chúng ta đang hướng tới, lúc nào cũng hướng về nguồn cội, lúc nào cũng hướng về những người đã sinh thành ra mình, những người đã dưỡng dục mình. Thì đây chính là bộ xanh ngọc. Phía trên các vị đã xem thì bộ da lươn rồi, phía dưới là bộ xanh ngọc. Và thêm nữa, bên này là một bộ nữa là bộ xanh lam xám, cũng được mạ vàng rất là cầu kỳ. Họa tiết rồng, họa tiết viền, màu xanh rất là đẹp. Đó. Họa tiết rồng này có hơi khác họa tiết rồng bên kia các bác nhé. Các bác nhìn có thể phân biệt rõ ràng lên có mấy họa tiết đấy ạ. Họa tiết rồng này khác này, trên nắp của cái quách, trên nắp của cái tiểu. Họa tiết rồng ở bên này cũng khác một chút. Họa tiết rồng đây, các bác nhìn trực tiếp sẽ rõ ràng hơn trên nhìn video. Đây là cái phần miệng rồng đang phun nước đây này. Đây là đầu rồng, nhìn hết trực diện. Bên này là một con rồng khác. Và cuối cùng là bên này là một con rồng khác luôn. Đó là ba cái mẫu rồng hiện tại trên ba bộ tiểu quách với ba màu khác nhau thì như thế này. Có nhiều bác thắc mắc là cái phần tiểu có đủ để đựng xương không? Thì xin thưa với các bác là yên tâm ạ. Nếu mà không đủ để đựng xương thì đã không thể bán được hàng trăm bộ trong một tháng như vậy. Người ta sẽ trả lại mình. Thì lúc đó thì sẽ còn vỡ nợ. Yên tâm các bác là yên tâm là cái phần xương của mình, người đã mất ấy, xương đã mất thì bao giờ cũng vừa hết. Với những người đã mất lâu, mà nhất là các cụ lứa tuổi cao thì cái xương không còn nhiều, và bản thân khi sống cũng không có chiều cao lớn, chiều cao dài không cao thì ra cũng không có vấn đề gì cả, đều vừa hết cái phần quách. Thì những người nào mà đang làm cải táng thì nhớ chú ý cái phần quách này. Phần quách để mình còn xây huyệt. Nhiều bác đến chọn mua nhưng mà huyệt đã xây mất rồi, lại bị chật. Mình cần phải chú ý những cái việc mà mình làm cái phần quan ngoài, cái quách ngoài là bằng sứ hay bằng gỗ. Nếu bằng gỗ thì mình có thể bào đi được, còn bằng sứ thì không thể bào đi được. Vậy nên là mình phải xem cái phần quách trước để có thể làm huyệt mộ cho nó chính xác, tránh cái việc là huyệt mộ nó nhỏ quá, không có vừa. Và nhất là khi mình mua cái tiểu này mà đóng bằng cái quách vàng tâm hay là quách ngọc am thì vẫn không vừa, nên rất là phiền phức ra, mình phải cẩn thận. Những bác xem video này mà sang năm có nhu cầu đặt tiểu quách thì cũng chú ý luôn cái kích thước của nó. Hiện tại kích thước của những cái bộ này nó đang khoảng 76-77 chiều dài của cái quách, chiều rộng khoảng 39-40, và chiều cao thì các bác yên tâm không phải lo, kiểu gì cũng vừa.
không ai đào nông cả, đào thì rất là sâu, 1-2 mét. Chỉ cần chú ý cái chiều dài, nhất là cái chiều dài thôi. Cái chiều dài là cái chiều mà rất hay bị vướng, bị hạn chế nhất. Thì các bác cần chú ý. Còn chiều rộng và chiều sâu thì ít chú ý hơn, nhất là chiều sâu, chiều cao thì không phải lo luôn. Đó. Thì sau khi xem video này thì các bác nào đang có nhu cầu cần cải táng, bốc mộ cho các cụ nhà mình, cần những cái bộ quách tiểu sang trọng, cầu kỳ, đẹp thì hãy liên lạc ngay Gốm Hoàng Phát, là hotline là 0918 482648, liên hệ qua Zalo, qua điện thoại, tin nhắn, vân vân, thì chúng tôi sẽ tư vấn những cái bộ phù hợp nhất. Nhưng cũng phải nói thêm là ba bộ này là ba bộ đỉnh cao nhất, đẹp nhất hiện nay của Gốm Hoàng Phát cũng như trên thị trường. Chúng tôi đã bán rất là nhiều những bộ như này rồi cho những bên những cái bác mà nói thật là cũng có điều kiện một chút. Các bác chọn lựa những sản phẩm kỹ càng đẹp để cho người đã mất, là bố mẹ ông bà của mình, thì để cho ông bố mẹ ông bà của mình được một cuộc sống bên kia thế giới được sung sướng, hạnh phúc, thì lúc đó sẽ phù hộ độ trì cho những người sống của chúng ta. Thì video này cũng đã giới thiệu cho các bác là những cái bộ tiểu quách đẹp nhất, tiểu quách chất lượng nhất hiện nay ở trên thị trường. Thì các bác nếu xem trên YouTube thì hãy đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để khi có video mới các bác có thể xem được ngay. Các bác nào xem trên Facebook thì hãy cho một like, thích trang Gốm Sứ Hoàng Phát để chúng tôi có thể đem lại những cái video hay hơn, chất lượng hơn cho các bác, để cái công việc của các bác thuận lợi nhất có thể. Vâng, đến lúc này thì xin chào, hẹn gặp lại. Hãy nhớ số điện thoại của Gốm Hoàng Phát là 0918 482 648. Địa chỉ showroom tại số 21 thôn 6 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, và xưởng sản xuất tại thôn 4 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách.